Thêm lựa chọn mới trong tầm giá từ 2 đến 3 triệu cho các bác thích một dòng city bike hay là dòng đua tay cong nhá. Và em trai đang sở hữu là khung sườn nhôm, dây đi âm 100% này. Bộ đề số thì là 3x7 21 cấp độ và bộ chuyển số thì của Shimano, nhưng các bác lưu ý đây là Shimano Fake nhá. Bởi vì trong tầm giá này thì thường gần như không có, chỉ có trừ cái thằng Galaxy thì nó mới có Shimano xịn thôi. Thì bên em thì nó thực sự là trung thực. Fake thì bảo là fake mà xịn thì bảo là xịn, mặc dù cái ngoại quan nó làm này y như kiểu hàn chính hãng luôn, chả khác gì, gần như phải giống được 1 9 1 10. Cái tay đề thì nó giống y chang cái tay đề của Shimano F500 luôn. Và bên này cũng thế này, dòng đua thì nó dùng cái tay gạt kiểu này. Thằng này mã của thằng bên Shimano gọi là TX50, tuy nhiên thằng này thì nó không ghi gì cả, nhưng mà nó là cái mẫu của TX50. Được cái là cái thằng này nó bền này, thằng này thì về cơ bản nó cũng tương đối ổn, rất là dày dặn, không giống những loại fake trên thị trường. Còn gạt đĩa và củ đề của hai con xe này thì giống nhau, đều sử dụng fake của thằng TZ500, với cả phía sau cũng là TZ500. Về quảng cáo một chút, bên em bán tại nhà, cắt giảm được chi phí nên mức giá tốt hơn thị trường. Và mời các bác vào phần review chi tiết. Đầu tiên em đi vào phần ghi đông trước, bởi vì đây là đặc điểm khác nhất giữa hai em xe này. Đầu tiên nó là mã RC350, tức là bản ghi đông tay cong. Tay cong thì có dây cuốn da này, chất rất là ok rồi. Cái này thị trường bán tầm 60 đến 80 nghìn, hỏng thì mình lại thay cái mới, cuốn cái mới. Và em có video hướng dẫn cuốn đầy đủ rồi. Đây là cái phanh chính của nó, đây phanh phụ của nó này. Rồi tiếp theo đây là cái bộ chuyển số của nó. Rồi pô tăng làm bằng nhôm của Fujisan và chén cổ làm bằng nhôm luôn. Và đây là bản tay ngang có mã là RS350. Các bác lưu ý nhé, khác nhau là RS và RC. RS thì là tay ngang, còn RC thì là tay cong. Và ghi đông này, ghi đông thép được sơn tinh lên, và độ rộng của nó là 63 cm. Và thiết kế của nó bo cong nhẹ, cánh én nhẹ, cảm giác lái rất là ok luôn. Cái tay nắm này em đánh giá rất là ok trong cái tầm giá này, rất là ok. Cái này được cái khá là lâu mùn rồi, chất cao su tốt. Tất nhiên tầm này sẽ không có cái gờ chống mỏi, cũng không thể có đai nhôm chống xoay được. Pô tăng cũng là làm bằng nhôm của Fujisan và chén cổ làm bằng nhôm luôn. Về khung càng, cả hai xe đều sử khung sườn làm bằng nhôm, có một hàn nhôm em phải nể như này. Dây đi âm khung 100% và nước sơn tĩnh điện 3 lớp rất là ok. Đề can thương hiệu là Fujisan, mã hiệu như em nói lúc nãy. RS350 nó ghi ở phía sau này, còn kia là RC350 nó cũng ghi ở phía sau. Và nó có 4 màu rất là đẹp nhá. Cuối video em sẽ để danh sách các màu để các bác tham khảo. Về size số thì cả hai xe này đều có thông số dòng đứng là 48, dòng ngang là 55. Tên nền bánh vành 700C này nó chuẩn cho chiều cao từ 1m65 đến 1m75 và chiều cao đi được từ 1m6 đến 1m8. Và cả hai con xe này đều có lỗ chờ để bắt ba ga chắn bùn đầy đủ. Đây, lỗ chờ này, tai ba ga này, chân ba ga và chân chắn bùn dài nếu có nhá. Rồi bên này cũng thế, kể cả nó là dòng đua nhưng mà bản chất là nó chỉ khác cái phần đầu thôi. Thường những dòng đua đắt tiền nó không làm lỗ chờ đâu, nhưng mà đây là dòng đua cũng chưa quá đắt tiền, gọi là dòng đua giá rẻ thì họ vẫn làm lỗ chờ đầy đủ luôn. Về bộ chuyển động, xe trang bị một đôi mê làm bằng thép được sơn tính điện lên màu đen để chống trì và nó chạy bicon cả trước cả sau. Ưu điểm của bicon là bền và dễ sửa chữa bảo dưỡng, và nhược điểm của nó thì tất nhiên nó không trớn như thằng bạc đạn được thôi. Nó sử dụng trục xiết đai ốc cả trước cả sau, nan sơn tính điện màu đen, chân nan mạ chống rỉ, vành nhôm hai lớp dày và dày khoảng tầm 4 phân, trông rất là khỏe. Và sử dụng van là van xe máy, van cối gọi là van SV hay còn gọi là van AV cũng được, rất là phổ biến đây. Thành ra là đi đâu cũng bơm được, cực kỳ là tiện luôn. Và thông số lốp của nó thì là 700 nhân cho 28C, tức là đường kính tổng sẽ là xấp xỉ 700 mm, và độ rộng bánh của nó sẽ là 28 mm. Và áp suất của nó bơm thì mắc đến 4,8 cân, thường bơm tầm loanh quanh tầm 4 đến 4,5 cân thôi là ok. Và đây là vân lốp của em nó này. Và đùm phía sau của nó đây, nó là đùm tất nhiên là chạy bicon. Và loại Meyer này là Meyer lắp níp vặn tiêu chuẩn trong tầm giá, cả hai con đều giống nhau. Về bộ truyền động, xe được một đôi bê đan có vỏ ngoài bằng thép, vỏ trong bằng nhựa, trục cốt thép và chạy bicon. Đôi bê đan này là 10 điểm trong tầm giá rồi. Dùng thì cũng chỉ được tầm 4 đến 5 nghìn cây thôi, nhưng mà ăn đứt những bê đan gọi là vỏ nhựa và chạy bạc trượt trong tầm giá. Lâu giờ mấy con Galaxy rẻ tiền cũng lắp bê đan hơi, nó thực sự là hơi kém. Bê đan này thì quá ổn, còn những con xe rẻ hơn tầm này thì toàn cái loại bạc trượt không có bi kia thôi. Rồi tiếp theo là một cái bộ đùi làm bằng thép của Fujisan, có thông số 3 tầng là 243442 và có chắn xích rất là sạch sẽ. Ổ trục lợi giữa là trục cốt vuông bạc đạn tiêu chuẩn. Gạt của TZ thực ra là làm fake của TZ500, phía sau còn không dập chữ luôn. Thực ra là không dập cho đỡ tốn tiền vì đường nào nó cũng là fake rồi. Nhưng mà cái này thì dùng khá ổn, được khoảng tầm 18-10 với đồ xịn. Đồ rơ gần như cũng không có, vì thằng đằng trước này thì cũng không cần phải gọi là công nghệ gì quá. Rồi tiếp theo xích của nó là xích cơ bản của Maya, bảo dưỡng tốt, dùng tầm 6-7 nghìn cây.
Củ sau này khá là quan trọng này, củ này là củ fake, các bác nhìn cái chữ nó rất là nhòe. Nếu mà củ của chính hãng ấy, nó nhìn rất là tinh. Và phía sau nó sẽ có dập chìm chữ của TZ500 luôn, sản xuất ở đâu thì cũng được. Ví dụ là Malaysia hay Indo hay là China thì đều là quy chuẩn của Shimano. Tuy nhiên là có dập và có mỡ xanh thì là hàng chính hãng. Còn thằng này không dập gì và không có mỡ xanh thì là fake luôn rồi. Tuy nhiên đợt này thằng fake này được cái cải tiến em thấy rất là hay. Đấy là mấy con ốc này, nó làm như kiểu hàng chính hãng luôn. Nó có keo sơn chống trôi. Từ đấy thì mình hãm đề một lần và gần như nó đúng được mãi luôn. Nó không phải là bị trôi ốc rồi là nó bị tuột xích nguyên ngoài bên trong như trước em hay chê. Cái bản này thế này gọi là cũng fake, cũng ổn ổn rồi. Rồi tiếp theo là lip của nó 7 tầng có thông số là 14-28T. Và tất nhiên đây là lip vặn. Các bác có thể đổ lên lip vặn cái loại tỷ số truyền cao hơn. Bây giờ giá nó đắt phết đấy, tầm 300-350 một cái lip đấy. Tuy nhiên đỡ phải độ đùi và độ như thế cũng đỡ tốn chi phí. Rồi tiếp theo là đôi tay đề của nó, như em nói từ đầu, bấm nhả thì khá là ổn thôi. Cái này thực sự nó không được quá bền đâu. Các bác mà dùng đều đều tay một chút này, đỡ vứt mưa cho nước nó vào ấy, nó không bị rỉ nhiều ấy, thì nó vẫn dùng được tầm 5 là thoải mái. Còn nếu không thì có khi được 5-7 tháng. Còn nếu mà các bác cứ đi tầm 5 các bác bảo dưỡng thì thằng này cũng dùng ổn ổn rồi. Bên này thì cái tay đề, như lúc này em quay rồi, bây giờ em quay lại chút nữa này. Đây bấm lên, đây gọi là đề lâu 2, chỉ có gạt này là đĩa nó lên thôi. Rồi tiếp theo bên này thì là lên này, ấn này là về, lên, ấn về. Thằng này lại đánh giá là bền hơn thằng kia. Thằng này là nói thực sự là nếu mà fake là thằng này bền nhất. Tại vì sao? Cái cơ cấu của nó đơn giản, chỉ có một cái lẫy lên và một cái lẫy xuống, thành ra nó cực kỳ hỏng. Và nói thực sự là nó cũng khá là nhẹ, mặc dù là nó bấm cái cảm giác, bọn em là thợ ấy, bọn em bấm cái là bọn em biết là fake luôn, chả cần phải xem mác luôn, bấm cái là biết fake. Về phanh, sẽ được hệ thống phanh đĩa cơ và đĩa phanh của nó là phi 160 tiêu chuẩn. Củ phanh này của Boli DS gì đây, củ này dùng tầm 3 năm. Các bác mở ra test lò xo còn ngon thì thay má dùng tiếp 3 năm nữa. Còn nếu mà lò xo kém thì thay luôn cả củ, được cái rẻ tầm 6-70 nghìn là mua được cái củ này. Và thay thì nó thực sự là ai cũng thay được, thay củ dễ hơn thay má một chút nữa. Rồi tay phanh của nó thì đây, đây là tay phanh chính này. Rồi tiếp theo đây là một cái tay phanh phụ của nó nữa, đây gọi là bốn phanh đấy, nhiều nơi quảng cáo đây gọi là bốn phanh, bóp được cái khá là nhẹ. Phía sau đồng bộ phía trước. Còn bên này thì tay phanh nó tích hợp trong tay đề của Shimano Fake này. Tất nhiên là lên Shimano Fake này thì cái độ rơ nó lớn này, hàng chính hãng nó không rơ như này, bóp nó không được chắc tay lắm. Tuy nhiên tầm giá này thì thực sự rất là ok rồi, cái loại này cũng khá là dày dặn. Về hệ thống cọc yên ngồi thì nó sự cọc yên làm bằng thép được sơn tinh điển màu đen của Fujisan luôn. Cái khóa cọc yên của Fujisan khá là dày, khóa này làm bằng nhôm. Khóa mà dày nữa mà cái chất nhôm ở trong này nó tốt hơn tí nữa thì chốt nó sẽ nhẹ hơn. Còn thằng này gọi là chốt cũng khá là dễ dàng rồi. Cái yên của nó thì là chất da tốt, có rãnh giữa và độ dày em đánh giá như này là cũng là tốt rồi. Các bác mới nhập môn thì chắc là dùng thêm một cái bọc yên nữa là ok. Rồi bên này cái yên cũng tương tự, em quay thêm một chút thôi, các bác thấy là nó giống nhau, y chang nhau luôn. Cuối cùng về khối lượng, cả hai em xe này đều nặng là 13,5 cân, đúng quy chuẩn của dòng nhôm, chỉ mỗi khung nhôm thôi, còn tất cả các đồ khác của nó làm bằng thép. Về chính sách bảo hành thì là khung 5 năm phụ tùng 1 năm trừ xăm lốp và bê đan và có ship toàn quốc, nhận hàng, kiểm tra thanh toán. Và bên em có yêu cầu cọc trước một ít chi phí vận chuyển. Về màu sắc thì có 4 màu, hai em xe này đều pha tem giống nhau. Tuy nhiên cái xe đua này thì em chưa có đủ màu của nó. Tuy nhiên các bác có thể nhìn cái màu của bản tay ngang ấy thì có thể hình dung ra được là cái màu của bản tay cong vì nó phối màu y chang nhau luôn. Về quà tặng đi kèm sẽ có gá nước, bình nước, khóa 4 số và chắn bùn. Ngoài ra sẽ tặng thêm một bộ dụng cụ lắp đặt khi các bác lấy nguyên thùng nữa. Cảm ơn các bác xem hết video và chúc các bác lựa chọn được một chiếc xe thật là ưng ý.